Cuối năm nay nhà con mới bốc mộ. Con nghĩ ngọc có sinh khí, phong thủy tốt nên con đã mua ngọc vụn về, nhưng con không để vào bát hương mà con bỏ xuống mộ. Con bạch thầy làm như vậy thì có bị lỗi không ạ? Cũng không sao, thì sợ không có tiền mà cho xuống đâu. Vì sao? Vì ngọc nó đắt, nó rất là đắt, nó sinh khí. Chính vì nó sinh khí nó tốt, cái gì mà quý thì thường nó đắt, như là vàng, như là bạc, như là ngọc ngà, châu báu vân vân đều quý, cho nên nó đắt. Chúng ta mà có điều kiện thì mua về chúng ta rắc bên cạnh, hay rắc ở chung quanh những cái ngọc vụn vụn nhỏ nhỏ đấy, cùng với nhưng mà rắc cái vụn mà rắc ít ít vừa vừa thôi, rắc nhiều quá cái bọn nghiện đấy nó nghe cái tin là cái mộ này chôn đến mấy cân ngọc, hoặc là chôn đến mấy cây vàng, mấy chục cây vàng ra, thì thôi tối là nó đi đào bố, nó đi đào trộm thì chết thôi. Cho nên có cho gọi là cho một chút để làm phép thôi, cho nó mát mẻ thôi. Và từ này hỏi rằng nếu thỉnh cái ngọc vụn về cho vào dưới mộ như vậy có bị tội không, có ảnh hưởng không? Không, khẳng định là không tội. Sợ chúng ta không có tiền mà làm, có tiền làm thì tốt. Chúng ta thấy đeo cái miếng ngọc ở trên thân của chúng ta, có những người bệnh tim mà tim còn ổn định, không phải uống thuốc nữa cơ mà. Có nhiều gia đình lục đục về đường âm, treo cái miếng ngọc ở trước cửa nhà, gia đình tự nhiên được an. Nhiều chuyện nó cũng là vi diệu lắm các quý vị. No.